Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo được xác định là trụ cột trong quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Và để cụ thể hóa định hướng chiến lược đó, tỉnh sẽ tập trung các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư công nghiệp chế biến chế tạo tại các khu cụm công nghiệp trong tỉnh. Cuối năm 2021, Chính phủ có nghị quyết chấp thuận đề xuất của tỉnh Lào Cai cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung khai thác 1 triệu tấn quặng tại mỏ sắt Quý Sa. Nghị quyết đặc biệt này đã kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, tạo điều kiện để công ty nối lại hoạt động sản xuất. Nhà máy gang thép Lào Cai đặt mục tiêu duy trì tối đa công suất thiết kế để làm ra 500.000 tấn phôi thép thành phẩm, với mức doanh thu phấn đấu trên 7.000 tỷ đồng trong năm nay. Công ty bắt đầu chạy lại thì tinh thần của anh em là cũng tương đối là ổn định và mọi người cũng đi làm đầy đủ, cố gắng cống hiến cho công ty. Tại các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh, hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo đang chiếm tỷ trọng khoảng 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chung cả tỉnh. Từ đầu năm tới nay, một loạt các nhà máy chế biến chế tạo đã được khởi công mới. Một số dự án khác đi vào vận hành ổn định công suất, mở ra triển vọng gia tăng giá trị lớn cho sản xuất công nghiệp giai đoạn tới. Về sản lượng đồng tấm cá tốt thì chúng tôi đã sản xuất được trong quý 1 là 8.100 tấn. Thế cũng đã hoàn thành khoảng 27% kế hoạch mà tổng ty khoáng sản giao cho sản xuất của năm nay là 30.500 tấn đồng. Thế thì ngoài ra thì người lao động của chúng tôi thì cũng đủ việc làm, nếu mà cũng duy trì cái tiền lương và thu nhập nó ổn định. Trong định hướng chung và dài hạn, Lào Cai tiếp tục thu hút các dự án hạ tầng các khu cụm công nghiệp, từ đó tạo ra được mặt bằng để thu hút các dự án công nghiệp chế biến chế tạo, tạo sự lan tỏa cho sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương. Đối với những dự án chế biến chế tạo thì chế biến sâu được những cái sản phẩm, tạo ra những cái giá trị sản xuất lớn hơn rất là nhiều so với cái việc mà chúng ta sản xuất ra nguyên liệu thô và xuất bán đi. Nó tạo ra được cái thêm những cái việc làm, sẽ tạo ra một cái thị trường lao động năng động hơn, cái chất lượng lao động cũng sẽ ngày được nâng cao hơn, tạo ra cái nguồn thu cho ngân sách hay tạo ra giá trị xuất nhập khẩu. Sự liên kết cộng sinh tuần hoàn giữa công nghiệp luyện kim, nông lâm thủy sản, hàng hóa chất lượng cao và công nghiệp chế tạo, chế biến sẽ tạo nên một cụm ngành công nghiệp trọng điểm hàng đầu của tỉnh, đưa Lào Cai trở thành một trung tâm công nghiệp chế tạo chế biến của vùng và cả nước.